Hi, xin chào các bạn, mình là Levada. Chào mừng các bạn đến với kênh của Levada. Tiếp tục với chuỗi series 5 Star cùng Levada. Và ngày hôm nay mình đang có mặt ở Hồ Tràm. Thì sáng nay xe của khu resort đã đón mình ở ngay tại đường Trần Hưng Đạo ở quận Nhất vào lúc 10:30. Thì sau khi di chuyển tầm khoảng 3 tiếng thì hiện tại là khoảng 1:30 với mọi người, thì mình đã có mặt tại sảnh lễ tân của resort rồi. Do là cùng một lúc check-in cũng hơi đông cho nên là mình chờ cho mọi người check-in xong rồi thì mình sẽ làm thủ tục. Còn bây giờ thì các bạn cùng theo mình. Mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái khu khá là đặc biệt ở cái quầy check-in này ha. Ok, đây là khu vực sảnh check-in nha mọi người. Ở bên khu bên này thì trong lúc chờ đợi thì các bạn vẫn có thể chơi những cái trò chơi nhẹ nè. Ví dụ như chơi bóng bàn nè ha. Rồi, chơi hockey với nhau. Và ở đây thì khá là đặc biệt là có cả một cái quầy nước nước ngọt, cà phê, trà cà phê và bánh snack, trái cây nữa cho các bạn có thể sử dụng thoải mái, tự phục vụ trong lúc mà mình chờ check-in tại khách sạn ha. Đang bị khát nước và cắn được một trái mận. Ơi là ngọt luôn, ok lắm. Ở đây còn có quầy bánh snack tự động nè, mì tôm, rồi các quầy thức uống yêu thích tự động nữa, các bạn có thể mua luôn cũng được. Còn không thì ở bên đây có sẵn có trà cà phê và những cái loại nước ngọt rồi. Ở khu bên này thì gọi là khu The Hawa, thì khu này là chuyên về những cái khu vực phòng căn hộ thôi. Còn khu mà mình ở là Angsana nha mọi người. Thì Angsana là khu villa ở bên kia. Tí xíu thì bây giờ sau khi mà mình check in phòng xong rồi thì mình sẽ qua bên khu Angsana đó để quay cho các bạn xem. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển từ cái khu căn hộ này á, mình đi qua bên khu villa ha. Thì sẽ có xe điện trung chuyển từ ở bên này qua bên đó cho mình luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên xe điện để đi thôi. Chào mọi người. Và bây giờ là khu Angsana chờ đón mình. Khu villa này thì nằm cách cái khu trên kia cũng có một vài bước chân thôi, nhưng mà cũng sẽ được hỗ trợ xe điện. Ok mọi người ơi, sau khi mà làm thủ tục check in phòng rồi á thì mình lao thẳng xuống dưới nhà hàng để dùng bữa luôn. Thì bây giờ cũng đã là 2:45 rồi, tức là sau khi mình đi từ Sài Gòn đến Hồ Tràm đến khu resort xong rồi mình làm thủ tục check in và bây giờ thì dùng bữa. Ok, không để các bạn chờ lâu mà các bạn cùng dùng bữa với mình nha. Những cái món như thế này á thì phải ăn cho nóng, còn để nó nguội một xíu là không có ngon. Chậm tí nó vẫn còn nóng á. Ok mời mọi người ha. Rất là thơm và gia vị. Đây mới là đặc sản luôn. Nhưng mà mọi người biết không, ở trong này nè, nó rất là juicy. Cái bò này nếu mà làm không khéo nó rất là bị khô. Nhưng mà ăn á, mình cảm nhận được một độ mỏng nước của thịt bò rất là mềm, rất là juicy. Rất là ngon. 10 điểm, không có nhưng.
đợt này mình ăn trưa mọi người, là sẽ no cho tới chiều tối, sao mà no tới sáng mai luôn. Tính ra thì cái mic của tôi đâu rồi? Tính ra thì không có bị quá hăng mùi cừu. Cũng được. Có mùi nhẹ nha. Có mùi nhẹ nhưng mà bị không quá bị hăng. Mình là một người không thích ăn cừu. Chia sẻ thật lòng là không thích ăn cừu. Nhưng mà cừu ở nhà hàng này xử lý rất là hay, thơm. Chắc là do có cái phần mà hương thảo á mọi người, đốt trực tiếp ở trong đó đó, xong rồi giữ kín lại, cho nên là cái hương thơm nó ngấm sâu và nó bám vào trong cái miếng thịt rất là tốt. Vì vậy mà nó khử được cái mùi hôi vốn có của cừu. Bữa trải nghiệm ngày hôm nay bữa trưa rồi, bây giờ mình đi về phòng, các bạn cùng mình đi về phòng để xem là phòng ở đây như thế nào nha. Let's go. Ok, và bây giờ là khoảng thời gian giới thiệu cho các bạn cái căn villa ở trong này. Mình cũng đang rất là mong chờ, không biết là bên trong đó nó như thế nào. Bây giờ thì cùng mình vào trong khám phá nha. Welcome. Wow, trời ơi, đẹp quá mọi người ơi. Nhìn nè, đây là không gian của phòng khách nha. Wow, với một bộ sofa cực kỳ lớn luôn, đẹp quá. Đây xem. Xin chào anh Đạt và gia đình, chào mừng anh và gia đình đến với Ansana Hồ Tràm. Chúng tôi tin rằng anh và gia đình sẽ có những phút giây thoải mái và vui vẻ với dịch vụ tại Ansana Hồ Tràm trân trọng. Wow, đây là cái thư welcome của mọi người. Trên cái thư welcome này thì có một chiếc lá, và các bạn biết không, đây là lá tràm. Đây là lá tràm. Cái chủ đề và phong cách thiết kế của cả cái khu villa, của cả một cái khu nghỉ dưỡng này á, thì nó lại tất cả đều là liên quan đến cây tràm hết. Ví dụ như bàn nè, nội thất gỗ là bàn, các bạn xem ha, bàn ăn rồi bàn phòng khách thì đều là làm từ gỗ của cây tràm. Hay là cái bóng đèn ở trên phòng khách á, thì cũng sẽ là bóng đèn lấy cảm hứng từ bông hoa tràm đó. Rồi những cái vân gỗ của những cái nội thất ở đây á, thì đều lấy theo cái vân cảm hứng từ cái thân của cái cây tràm đó. Đây chính là mọi người đó, lá tràm thì thiết kế theo concept rất là rõ ràng ha. Ok, còn đây là bánh welcome, để mình xem. Có những loại bánh nhân gian á mọi người, bánh nhân gian nhìn rất là dễ thương luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi thêm một vòng nữa ha. Đây là khu vực bếp. Ở khu vực bếp này thì có một cái khu vực restroom, nhà vệ sinh, để các bạn có thể mời khách đến, hay là có bạn bè mà người ta sử dụng phòng khách á, thì có thể sử dụng nhà vệ sinh này. Và cái nhà vệ sinh ở bên trong phòng ngủ bên trong á, thì sẽ là private luôn. Ok, thì đây là nhà vệ sinh phụ ha. Có một điều mình biết được ở cái khu nghỉ dưỡng Ansana này á, là họ có hẳn một công ty nước á mọi người. Họ sẽ sử dụng cái nước này để phục vụ khách lưu trú. Và nếu như mà chúng ta mà có sử dụng nước rồi mà bị hết á, thì hoàn toàn có thể fill thêm, tức là có thể đề nghị là bổ sung thêm, hoàn toàn miễn phí. Và ngoài ra thì họ cũng có những cái dự án cộng đồng, ví dụ như là sẽ sản xuất nước dư ra để đóng thành bình nè, rồi trao tặng cho những cái vùng giống như là trường học, bệnh viện, những cái khu xung quanh đây. Thấy khá là hay ha. Còn đây là quầy mini bar, để mình xem. Mini bar thì có một vài lon nước ngọt, bia ra để phục vụ khách. Cái này là thơm lắm, chắc là cũng là nước đường, mình nghĩ là nước đường, nhưng mà có thơm mùi lá dứa. Ở đây thì sẽ có khu vực bếp bếp và cái bồn rửa, thì cái này là dành cho những khách nào người ta lưu trú đây mà có nhu cầu hâm nóng đồ ăn thôi. Còn chế biến giống như là mua đồ ăn về chế biến luôn thì cũng hơi khó, bởi vì nó sẽ không có nhiều đầy đủ dụng cụ ha các bạn ha.
Rồi bây giờ các bạn cùng theo mình đi ra ngoài khu vực hồ bơi. Ta-da, ok, đây là hồ bơi, wow. Các bạn thấy không, thích không? Hồ bơi này trong một cái không gian á, kiểu xanh mát và rất là hòa mình vào thiên nhiên luôn. Kiểu thiết kế ở đây thì theo như mà mình được tìm hiểu và mình được biết từ khách sạn, từ khu resort nghỉ dưỡng này á, thì người ta muốn cho tất cả mọi cái feeling, mọi cảm xúc á, của khách lưu trú trở về nguyên bản, trở về với lại natural hơn, trở về với tự nhiên, thiên nhiên hơn. Và gần như rằng là các bạn thấy đó, mọi thứ ở đây đều cố gắng để cho chúng ta trở về, chúng ta hòa mình với lại thiên nhiên hơn. Rất là đẹp. Mình nghĩ rằng là đây sẽ là một trong những cái nơi mà chụp hình check-in rất là xuất sắc luôn. Các bạn xem qua một vòng nữa ha. Bàn giao cái khu villa này từ tháng 8 thôi, nhưng mà cây cối ở đây cũng đã rất là xanh tươi rồi, xanh tùm luôn. Thì mình thấy rằng là kiểu đúng là một cái nơi mà có thiên nhiên được ưu ái ban tặng như thế này á, thì không có lý do gì chúng ta không trải nghiệm, đúng không? Ok, bây giờ thì chắc là quan trọng nhất, mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên trong phòng ngủ nha. Ok, mời các bạn. Hôm nay thì phòng ngủ này là phòng ngủ của Levada. Ok, trước khi vào bên trong phòng ngủ, mình giới thiệu nhà vệ sinh luôn đi. Đó, đây, cái nhà vệ sinh rất là signature của cái khu Angsana này. Các bạn chỉ cần lên trên internet mà thấy những cái khu nào mà phòng á, là những cái tấm rèm này ở bên ngoài là cái khu mà tropical ở bên ngoài ha. Đó, bồn tắm nằm là chỉ có Angsana thôi. Và cái màu cam đặc trưng. Đây là cái bộ kit chúng ta sử dụng ha. Có dao cạo râu nè, kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Rồi, ở trong này cũng có nước. Ok. Bồn tắm, khu vực bồn tắm ở bên kia mình giới thiệu cho mình quay các bạn xem rồi. Ở trong này thì sẽ là có nhà vệ sinh và nhà tắm đứng. Thì hai cái khu vực này được tách biệt chia ra làm hai luôn ha mọi người. Đó, thì cũng sẽ gọi là vệ sinh hơn, sạch sẽ hơn. Còn đây là Levada. Wow, Levada nãy giờ không có đẹp mà bạn camera không có nói. Ok, bây giờ là đẹp hơn xíu rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi qua khu vực giường ngủ nha mọi người nha. Đây nè, đây là bông hoa tràm nè mọi người. Bước chân bông hoa tràm, cảm giác rất là thích khi mà ở trong cái không gian này. Mình nhận phòng lúc 4 giờ chiều cho nên là bên ngoài này hơi nắng ha, hơi nắng xíu. Các bạn thấy thì cái view của cái phòng của mình á, nó cũng sẽ hướng ra sân vườn ở bên ngoài. Đó, do là nó hơi nắng cho nên là mình sẽ đóng cửa lại cho nó bớt nóng ha, quay cho mọi người xem cũng dễ hơn. Welcome to Angsana Hồ Tràm. Đẹp quá. Còn bên trong phòng này sẽ là khu vực phòng thay đồ, phòng để đồ. Đây là đồ ngủ đậm phong cách của Angsana đó mọi người. Cái màu cam đặc trưng của Angsana. Rồi bên trong này thì có bàn ủi nè, có dù, có trang bị dù, đèn pin, giống như những resort khác thôi, cũng có cả cái sắt. Khu vực để hành lý cũng khá là rộng rãi, cá máng treo lên nữa. Đó là tất cả những gì mà mình trải nghiệm trong khu nghỉ dưỡng Hồ Tràm Angsana lần này ha. Và không gian mà mình ưu ái nhất vẫn là không gian của phòng khách này, rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Từ cái hồ, cái sofa này có thể nhìn thẳng ra khu vực hồ bơi, rồi cả gia đình cùng chill với nhau, mình nghĩ rất là lý tưởng luôn á. Ở đây thì có tinh dầu xông nè, mà tinh dầu này là tinh dầu tràm mình chắc luôn á. Rồi còn có hương tràm nữa nè, tạo cho cái không gian ở trong này nó có cái mùi hương dễ chịu hơn, thoáng mát hơn. Và chắc chắn rồi, mình sẽ quay những cái trải nghiệm của mình trong suốt, xuyên suốt cái thời gian mình ở đây. Thì tất cả là mình sẽ có là 3 ngày 2 đêm. Thì đây là ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên của mình lịch trình sẽ là đi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống dưới Hồ Tràm này, nhận phòng, ăn trưa như tất cả những gì mà các bạn đã xem trước đó. Và tiếp theo thì mình sẽ có một bữa ăn tối buffet nè. Rồi sáng ngày mai sẽ có trải nghiệm bí mật ha. Và trưa ngày mai là ăn quay về khách sạn ăn trưa. Tối ngày mai lại ăn tối theo kiểu buffet nữa. Ok. Và mình có một cái buổi bạc thi hồ bơi
với những cái tiệc gọi là xà phòng đó mọi người. Và cuối cùng sẽ là sáng ngày thứ ba mình sẽ trả phòng, ăn sáng xong trả phòng và di chuyển ngược về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cả một cái chuỗi hành trình xuyên suốt này mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều hoạt động thú vị và sẽ có rất là nhiều thứ để có thể là giới thiệu đến mọi người. Nếu như mà các bạn đang tìm kiếm một cái nơi nào đó để nghỉ dưỡng gần Sài Gòn, đi 2 tiếng, 3 tiếng thôi là đến rồi, và chill chill cùng với gia đình, thì đây sẽ là một trong những nơi rất xứng đáng để các bạn tham khảo. Ok, và đây là không gian của nhà hàng mà các bạn cùng mình thưởng thức bữa tối ngày hôm nay nha. Let's go! Đặc sản Hồ Tràm, không biết là có món gì. Tuy nhiên, ở rất là nhiều người á khuyến khích là nên ăn thử cái món gỏi cá chích. Dường như là ở mỗi vùng biển ở Việt Nam mình đều có cái món gỏi cá chích được chế biến theo nhiều cách khác nhau và nhiều cách ăn khác nhau. Riêng ở Hồ Tràm này thì mọi người ơi nhìn nè, cái phần gỏi cá chích, có cá chích nó rất là to luôn, được trộn chung với lại gỏi nè, có hành tây, có củ cà rốt đỏ nè, có dừa, sơ dừa và có cả hành phi. Ok, ăn kèm chung với lại rất là nhiều cái nguyên liệu luôn, thì các bạn có thể tùy chọn ha. Mình sẽ cho các bạn thấy xem cái phần cá chích ở đây chất lượng như thế nào nha. Đây, một phần size cá chích siêu to. Ok, trong phần gỏi này thì sẽ có cà rốt nè, có hành tây nè, có cả hành phi nữa. Sau đó thì mình sẽ cuốn lại bánh tráng và chấm với lại nước mắm chua ngọt. Bây giờ thì xin mời. Ngon quá. Cuốn đẹp như thế này nè thì xứng đáng có được cái mấy người yêu rồi đó mọi người. Mời mọi người nha. Wow. Ngon lắm chưa? Ngon quá. Mình nghĩ là có lý do mà nhân nhà hàng này mới chọn cả ba cái món này á, là ba món signature của nhà hàng. Ngon lắm mọi người. Với cái việc mà lưu trú tại khu nghỉ dưỡng như thế này và dùng bữa tại một cái nhà hàng chất lượng và đa dạng món ăn như thế này mà với mức giá nó rất là hợp lý như vậy thì mình nghĩ là không có lý do gì để cho khách lưu trú ở đây họ phải từ chối và họ phải đi ra ngoài họ tìm kiếm những cái món ăn xa xôi, đúng không? Cho nên là mình rất khuyến khích mọi người nếu như mà có cơ hội lưu trú tại khách sạn và resort này thì hãy ghé qua đây tại nhà hàng Nook để trải nghiệm một bữa ăn buffet tối rất là đậm chất dining nhưng mà rất là gần gũi với lại những cái món kiểu châu Á, kiểu Việt Nam của mình ha. Mình ăn tối xong rồi nè mọi người, bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống dưới khu vực ở phía dưới khu vực hồ bơi và bãi biển xem có hoạt động gì nha. Nhưng mọi người thấy không, bây giờ là cây thông Noel đã lên đèn rồi nè. Wow, nhìn cây thông vừa màu sắc vừa có ý nghĩa nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi thôi nha mọi người nha. Let's go. Xin chào, chào buổi sáng các bạn. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt ở nhà hàng Azura. Thì ở tại resort này chúng ta sẽ được phục vụ ăn sáng tại nhà hàng Azura này luôn các bạn ha. Các bạn có nhớ không, ngày hôm qua lúc mà mình ăn trưa đó thì đây là vị trí của nhà hàng mà phục vụ bữa sáng luôn. Bữa sáng ở đây thì mình thấy tương đối đa dạng, không quá nhiều món nhưng mà cũng rất là đa dạng món ha. Từ những món đầu tiên là mình bị đập vào mắt ngay là cái quầy bánh ngọt, bánh mì này. Trời, rất là nhiều món mà
bắt mắt lắm luôn á mọi người, tức là nhìn vào là muốn ăn liền luôn. Rồi mọi người ơi, đây là quầy các loại hạt và sữa tươi ha, và dành cho những ai mà ăn kiêng hay là ăn nhẹ nhàng từ buổi sáng á thì có thể sử dụng cái quầy này. Ở bên này thì sẽ làm những cái quầy Việt Nam với những cái món như là bánh hỏi, bánh cuốn ăn kèm với lại chả giò, những cái món tây, xúc xích nè, trứng. Thì cái này thì nhiều nhà hàng buffet sáng đều có phục vụ hết. Bây giờ thì mình qua bên khu vực bên này. Hôm nay thì nhà hàng phục vụ 3 món bao gồm có phở bò, phở gà và bún cá. Những cái món này thì sẽ thay đổi theo ngày, cho nên cũng sẽ tùy vào thời điểm các bạn đến mà có những cái món ăn khác nhau các bạn ha. Ok, đói lắm rồi, bây giờ thì mời mọi người, mời cả nhà mình ăn sáng chung với Lê Ba Đa nha. Mình chọn phần bún cá. Có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ xíu là ở khu vực quầy phục vụ món ăn nóng á mọi người, thì thay vì là ở cái phía trước quầy mà người ta phục vụ, người ta bưng cái đồ ăn nóng ra để đưa cho khách á, thì người ta sẽ nên để khu vực nó trống trải thì để bếp á, đầu bếp á cũng dễ đưa món cho khách hơn, và những khách khác muốn dùng những cái món ăn ở phía trước nó cũng dễ hơn. Ở nhà hàng do là diện tích cũng không có quá lớn á, cho nên là ở nhà hàng cũng cố gắng sắp xếp xong rồi để những cái món ăn mà được chế biến sẵn á, ở phía trước cái quầy đồ ăn nóng, thì vô tình nó làm cho hai cái quầy đó nó bị gọi là chỏi ngược với nhau. Giống như là mình đang đứng mình chờ để lấy cái phần đồ ăn nóng này á, thì có những cái khách khác á, họ lại muốn ăn cái món ăn mà được bày trí ở phía trước cái quầy đồ ăn nóng, làm cho hai bên cũng phải hơi ngại ngại khó xử. Thì đây là một cái điểm rồi là nhỏ nhỏ xíu thôi mà nhà hàng cũng có thể xem và khắc phục, tức là chừa ra một cái quầy trống như vậy để cho khách người ta có một cái trải nghiệm tốt nhất. Nhưng mà bù lại thì mình thấy là ở đây cũng đã rất là warmly welcome lắm luôn rồi. Buổi sáng các bạn nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình ha, hỗ trợ lấy bàn rồi hỗ trợ mình thức uống nè, rồi nói chung là đẳng cấp làm sao, và các bạn phục vụ dịch vụ rất là tốt. Ok thôi, bây giờ mình sẽ không nói nữa, mời các bạn cùng ăn với mình nha, để xem là một cái phần bún cá như thế này thì có ngon hay là không. Ở đây thì nó có chả cá nè, còn có cá tươi nữa. Cá thì sẽ là được tách sẵn, lấy phi lê thôi, ăn cũng dễ. Hấp nước trước ha. Ngon lắm mọi người ơi. Mình rất thích cái cách mà nhà hàng ở trong khu resort Angsana này chế biến đồ ăn đậm đà hương vị, món nào ra món đó, những cái hương vị của món ăn không lẫn với nhau được. Ví dụ như bún cá thì nước dùng của bún cá phải là nước dùng riêng bún cá, không thể nào lấy cái nước gọi là nước hầm xương kiểu hủ tiếu bún riêu canh này nọ kia để làm trộn là không có nha, món nào ra món đó rất là ngon. Cá rất là tươi, ăn vào cảm nhận được cái độ ngọt của con cá liền và hoàn toàn không có mùi tanh, rất là ngon. Góp ý cho kênh là tối qua có một bạn fan nhắn tin kêu là kênh của mình hiện tại về mọi thứ tương đối ổn, ghép clip ok chỉnh chu, nhưng mà cái âm thanh nói chuyện nó còn bị to quá, tức là được cái mic sát người quá hay sao, cho nên là sẽ điều chỉnh một chút xíu. Trong rồi cái mic này nó quá to, khi mà mình đeo ở đây nó bị thô, thì chắc là tìm cách để giấu mic như thế nào bớt. Còn gì nữa ta, à bị đơ, nhưng mà chắc là mọi người cũng thông cảm đi, bởi vì mình hay làm video ngắn, và trong cái video ngắn á, thì mình chỉ chèn những cái suột vào, xong rồi mình voice up, mình nói chuyện, tức là mình sẽ thu âm sau. Nhờ vào như vậy mà mình sẽ cũng tự nhiên hơn, và mình chỉ quay, mình chỉ bắt những cái khoảnh khắc nào mà đẹp nhất, chỉnh chu nhất, kiểu hài lòng với mình nhất. Còn với những cái video dài như thế này á, thì là quay trực tiếp,
và mình cũng cố gắng để cho cái video mình nó chân thật nhất, thì mình sẽ lấy gần như là 70 đến 90% luôn là voice thu âm trực tiếp trước camera như thế này. Thấy gì nói đó, cảm nhận sao nói giống như vậy. Chính vì vậy mà nó sẽ hơi bị khác biệt so với lại cái việc mà mình đã quen làm trước đó rồi. Thì các bạn thông cảm, mình sẽ cố gắng khắc phục từng dần dần ha. Phát hiện ra một điều, khiến cho nhà hàng Azira phục vụ buổi sáng này có thêm được nhiều điểm cộng. Đó chính là đây, nước ép trái cây ở đây là hoàn toàn là nước ép tươi. Cam tươi, dưa hấu tươi, trời thích lắm. Thường thì đi ăn á, thì mình sẽ rất là prefer, tức là rất là đặc biệt ưa thích những cái nhà hàng, những cái địa điểm phục vụ nào mà người ta phục vụ những món tươi như thế này, làm cho đồ ăn ở đây nó ngon hơn rất là nhiều lần. Thì một phần nữa là những cái bàn để ăn ở đây nè, với lại không gian ở đây không quá to, cho nên là cái đĩa để ăn sáng á, nó cũng sẽ rất là vừa vặn thôi. Người ta vừa lấy một phần ăn vừa đủ, và người ta cũng để trên bàn ăn nó gọn gàng, và nó không có bị quá cồng kềnh á. Có những cái nó cũng rất là, gọi là sao ta, tinh tế, để ý từng chi tiết nhỏ như vậy. Được á. Bây giờ thì mình ăn trái cây xong mình lên về phòng mọi người ha. Về phòng để làm một tí xíu công việc, rồi sau đó mới có là cái hoạt động trải nghiệm tiếp theo. Ok, chào mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi đến một cái khu điểm du lịch. Và đây là một cái gọi là sao ta, một cái khu rừng, một cái khu rừng mini. Thì theo thông tin mình được biết á, thì khu rừng mini này là của một đại gia nha. Và vị đại gia này ở nước ngoài, xong rồi mới mua cái khu rừng này, và họ xây dựng những cái khu gọi là điểm, giống như là điểm du lịch vậy đó, cho khách vào trong đó tham quan. Rồi ở trong đó thì nuôi ngựa nè, nuôi những cái con động vật. Thì mình chưa có đến đó, cho nên là bây giờ mình vẫn chưa có thông tin chính xác là trong đó có cái gì, nhưng mà đại loại là trong khu rừng đó có ngựa, và sẽ có những cái dịch vụ giống như là hướng dẫn viên tham quan ở trong rừng này, dẫn mình đi hiking ở trong rừng, rồi làm quen với ngựa, cưỡi ngựa các kiểu ha. Anh từ đây qua bên đó là khoảng bao nhiêu cây số anh? 4 cây số thôi, cũng kế bên thôi, tức là từ cái resort Angsana đi đến đó tầm khoảng 4 km mọi người ha. Ở resort thì không phải là bán trực tiếp dịch vụ này, mà là có cái sự liên kết với lại khu rừng này. Thì khi mà các bạn đặt dịch vụ thì có thể đặt với qua bên cái khu du lịch, điểm du lịch khu rừng này luôn, hoặc là có thể đặt qua resort. Thì nếu như mà đặt với resort thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Quá đẹp. Nếu như mà các bạn đến nghỉ dưỡng tại khu Angsana thì từ Angsana di chuyển đến đây chỉ mất tầm khoảng 4 km thôi. Mình sẽ dẫn các bạn tham quan trải nghiệm một vòng ở đây ha. Riêng cái khu vực rộng lớn này á, đến 68 hectare lận, thì mình sẽ có một cái tập vlog riêng, sẽ quay một vòng cho các bạn xem trong cái khu vực này nó có những cái trải nghiệm gì, và tham quan ở khu rừng ở bên trong thì như thế nào. Ok, let's go. Đây là cái lá tràm, cây tràm, lá tràm mà resort Angsana mọi người sử dụng nó làm chủ đề của decor trang trí trong phòng á. Mọi người sẽ thấy lá tràm này nè, xuất hiện hình ảnh nó rất là nhiều, từ bức tranh trong phòng nè, hay là những cái thân của cây tràm, cái vân gỗ như thế nào đó, thì ở trên cái tường của Angsana cũng sẽ trang trí theo cái phong cách đó luôn. Và kể cả những thiết bị nội thất như là bàn ghế ở trong resort á, cũng làm từ gỗ tràm này luôn á, khá là xịn. Mọi người nghe về gỗ xà cừ nhiều đúng không? Nhưng mà mọi người có thấy cái quả xà cừ chưa? Đây là quả xà cừ. Có những cái mà chỉ có khi mà đi vào rừng mới thấy, và phải đi với những anh hướng dẫn viên ở trong rừng, những anh hướng dẫn viên gọi là hiểu biết ở trong rừng thì mới biết được quả xà cừ. Thì ra là cái trái xà cừ này nó sẽ tách ra như thế này, và cái hạt của nó sẽ giống như là gió thổi đi và mọc lên những cái cây xà cừ khác, chứ không ăn được. Tiếc ha, quá trời trái luôn, không ăn được.
Ok, trước khi mà mình cởi ngựa mọi người thì mình sẽ sử dụng nón bảo hộ an toàn. Ok, mình cũng đang rất là hồi hộp. Kiểu ok, tôi cưỡi ngựa đây. Rồi, chắc là cho con chụp hình trước một cái ha. Biết cỡ không? Biết cỡ không? Không có biết cỡ nha. Thì con sợ lắm. Rồi, giờ mình đi vòng vòng, vòng nhà chú Bảy ha. Ok mọi người ơi, vậy là trải nghiệm một ngày cưỡi ngựa và tham quan khu rừng tại hồ Tràm của mình đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem và theo dõi mình trong xuyên suốt tập vlog lần này. Hẹn gặp lại các bạn ở series tiếp theo nha, vlog tiếp theo nha. Nếu như mà có yêu thích mình đó thì nhớ để lại một trái tim nè, bình luận và share video này và đừng quên là subscribe kênh mình nha. Nếu như mà có bất kỳ một cái góp ý gì đó thì hy vọng là mọi người sẽ để lại bình luận giúp cho mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.